tên Mai Hoàng Khánh Trân, hiện đang công tác ở Viettel Store Bến Lức Lan 18. Mã số nhân viên của em là 206210. Hôm nay em xin thao tác 10 ứng dụng trên điện thoại. Đầu tiên là các sim thường thành sim Miro. Miro thành sim Nano. Gõ xuống bàn á, vòng vòng xuống bàn. Thao tác chép nhạc, hình với lại ứng dụng trên điện thoại. Xin thực hiện thao tác là tắt ứng dụng dây ngầm trên điện thoại. Thao tác là chép nhạc, hình ảnh vào thẻ nhớ. Thank you.
cùng là thao tác đồng bộ danh bạ giữa hai hệ điều hành Android và Android. Xin hết, em xin cảm ơn. Retail Star xin chào, kính mời.